Thử tưởng tượng nhé. Thời tiết Hà Nội lúc này là 38 độ C và bạn ở trong một phòng ký túc xá với 7 người và số đồ đạc của 8 người. Bạn sẽ cảm thấy gốc rễ con người bạn bỗng chỉ muốn bật tung lên. Tại sao lại vậy cơ chứ? Tại sao cuộc đời lại có thể gây ra tai ương kinh hoàng như thế với bạn cơ chứ? Bạn đã uống rất nhiều nước, đã đi tắm, mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, cố gắng di chuyển càng ít càng tốt. Bạn đã cố gắng cải thiện tình hình của mình và bạn chắc không thể nào trụ được lâu trước những cảm xúc tiêu cực sắp làm bạn nổ tung. Nóng, nóng vãi chưa? Trong trường hợp này, tốt nhất là nên có một ông bụt mặc quần áo Hy Lạp đến bên bạn với gương mặt rất bình thản, cũng như bao ông bụt khác. Ông nói với bạn một điều gì đó, hẳn là mang tính đổi đời bằng một thứ tiếng kỳ cục. Nếu bạn biết về chủ nghĩa khắc kỷ, thì chắc hẳn bạn sẽ nhận ra cha đẻ của chủ nghĩa này, ông Zeno của thành Cyprus. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, ông bụt của bạn lại chính là Zeno. Và Zeno sẽ đến dạy bạn cách vượt qua sự nóng kinh khủng bằng sức mạnh tâm trí. Zeno vào khoảng nhiều năm trước, thế kỷ 3 trước công nguyên, đã rơi vào một tình huống ông bị đắm tàu, lạc ở Athens xa lạ, cách quê hương mình cả ngàn dặm mà không có một đồng xu nào dính túi. Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, bạn đứng giữa đường Hà Nội, không có nhà để về, thời tiết thì xấp xỉ 40 độ C, không có cả tiền để mua nước chanh muối uống cho đỡ khát. Đấy chính là hoàn cảnh của Zeno. Zeno hẳn nhiên là còn phát điên hơn bạn rất nhiều, đã gắng gượng và đi vào một tiệm sách để giết thời gian. Và từ lúc đó, ông có niềm đam mê với những gì Socrates viết, bắt đầu theo học cùng với những triết gia nổi tiếng trong thành phố. Khi Zeno có vị trí trong giới triết gia, ông bắt đầu giảng dạy cho các học trò của mình và từ đó sáng lập ra một trường phái triết học gọi là chủ nghĩa khắc kỷ. Chủ nghĩa khắc kỷ tập trung chủ yếu vào sự tự chủ của bản thân và nó quan niệm rằng những cảm xúc tiêu cực đều là sai lầm trong đánh giá. Một nhà khắc kỷ thì sẽ hiểu được rằng những sự kiện xung quanh mình đều diễn ra theo một mạng lưới nguyên nhân và kết quả. Họ gọi đó là Logos. Và dù ta không thể lúc nào cũng kiểm soát được những điều xảy đến với mình, nhưng mà ta hoàn toàn có thể chọn cách ta phản ứng với nó. Những nhà khắc kỷ rất coi trọng logic, khoa học và đạo đức. Họ tin tưởng rằng triết học và những môn khoa học chính là chìa khóa để họ có được cuộc sống tự chủ với những suy nghĩ ít bị ảnh hưởng bởi những khó khăn bên ngoài. Và vì tập trung vào sự tự chủ của bản thân, cái nóng đối với một nhà khắc kỷ chỉ là cái đinh gì, thậm chí còn lãng xẹt hơn cả thế. Thay vì để cái nóng làm họ cảm thấy nản, khó chịu hay phát điên, thì một nhà khắc kỷ sẽ giữ được sự bình tĩnh vì họ ý thức được rằng nóng chỉ là một tình trạng của cơ thể. Nó chắc chắn sẽ gây ra phản ứng và làm ta cảm thấy khó chịu, bực tức và mệt mỏi. Và thay vì cảm thấy những cảm xúc tiêu cực rồi nổi đóa lên, thì nhà khắc kỷ sẽ bình tĩnh, nhìn vào tâm trí của mình và tìm cách điều hòa cảm xúc. Nghĩ đến đây thì mình lại nhớ đến những chi tiết ở trong bộ phim Tây Du Ký. Lúc mà Đường Tăng phải thi ngồi thiền, không được suy xuyển, dù có con bọ đậu trên mặt rất ngứa. Hồi trước thì mình có được nghe một người bạn kể về thiền. Và khi thiền cũng thực hành giống như khắc kỷ vậy. Dù có ngứa ngáy thì cũng phải tập trung suy nghĩ. Nếu bạn ngứa, đừng có gãi vội. Hãy tự nhủ. Ngứa. 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 Cho tới khi không ngứa nữa, hoặc là hết thời gian thiền thì thôi. Một cách khá là hay để rèn luyện bản thân phải không? Vậy thì tại sao chúng ta phải điều hòa cảm xúc? Mình rất thích câu nói ở trong chuyện Gia Đình Nhà Thuyết. Nếu một người có những suy nghĩ xấu xí, nó sẽ bắt đầu thể hiện lên trên gương mặt. Và khi người đó có những suy nghĩ xấu xí hàng ngày, hàng tuần, hàng năm, thì khuôn mặt của người đó sẽ trở nên càng ngày càng xấu, cho đến khi nó xấu đến mức cậu còn không thể nhìn nổi nữa. Còn một người có những suy nghĩ tốt thì sẽ chả bao giờ xấu xí cả. Cậu có thể có cái mũi vặn vẹo và một cái miệng vều, cằm thì hai ngấn, hàm răng vổ. Nhưng nếu cậu luôn luôn có những suy nghĩ tốt thì chúng sẽ tỏa sáng ra ngoài, ở trên khuôn mặt cậu.
như những tia sáng mặt trời. Và cậu lúc nào nhìn cũng đáng yêu hết sảy. Những suy nghĩ xấu xí và tiêu cực, nếu mà xuất hiện quá thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng tới cách ta hành xử. Mùa nóng có thể thực sự rất khắc nghiệt, và những khó khăn cũng vậy. Nhưng chủ nghĩa khắc kỷ dặn ta phải biết cân nhắc, biết dùng logic để có thể tránh được những tổn hại cho tâm hồn. Điều đó thì không có nghĩa là ta phải bỏ qua hết cảm xúc tiêu cực và chấp nhận sự bất công, chấp nhận bản thân bị tổn hại và coi đó là hiển nhiên. Khắc kỷ là suy nghĩ và cân nhắc đúng sai, là thay đổi cách bản thân mình phản ứng để tránh được hậu quả xấu cho tâm hồn. Khắc kỷ là rèn luyện khả năng làm chủ hành vi của chúng ta. Và lần tới, khi mà cái nóng định làm bạn phát điên, thì cứ đạp lên nó bằng cách của Zeno hay là đường tăng nhé. Vì còn gì punk rock hơn khi mà bình tĩnh một cách đáng sợ, khi cuộc đời cố làm bạn nổi cơn cơ chứ. Bạn có suy nghĩ gì về chủ nghĩa này? Hãy bình luận ở dưới phần comment nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.